Các bạn đã biết thông tin gì chưa? Đăng ký ngay khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên để được tổng ôn về tất cả kiến thức văn trước khi bắt đầu kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đây chắc chắn sẽ là bước chạy nước rút cuối cùng để giúp cho các bạn đạt được điểm 8 cộng môn văn đấy. Nhắn tin cho các anh chị admin fanpage học văn chị Hiên ngay nhé. Còn bây giờ thì cùng nghe audio với chị thôi. Xin chào các bạn, chị là Minh Hiên đây. Và ngày hôm nay rất vui khi được quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần audio văn học này. Có lẽ các bạn cũng đã từng rất quen thuộc với những vần thơ: thương nhớ ơ hờ, thương nhớ ai, sông xa từng lớp lớp mưa dài, mắt kia em có sầu cô quạnh, khi chớm heo về một sớm mai. Rét mướt mùa sau chừng sắp ngự, bên này em có nhớ bên kia, răng răng mưa bụi quanh phòng tuyến, hiu hắt chiều sông lạnh bến tè. Đó là những vần thơ vô cùng quen thuộc, được trích trong từ một thi phẩm thơ mà chúng ta thấy rằng bài thơ này chất chứa đầy những câu hỏi tác giả hỏi người con gái ông yêu khi hai người bị chia cắt. Và qua những câu hỏi ấy thì đã ngầm bộc lộ lên cái nỗi nhớ thiết tha, sâu lắng của tác giả. Nói đến đây rồi thì chắc hẳn các bạn biết bài thơ mà chị đề cập đến với các bạn là bài gì rồi đúng không nào? Đó chính là bài thơ Đôi Bờ, một trong số những tiếng thơ vô cùng quen thuộc của tác giả Quang Dũng. Các bạn thân mến, trong nền văn học Việt Nam hiện đại, nhà thơ Quang Dũng được biết tới với hình ảnh của một người nghệ sĩ đa tài. Có rất nhiều người sẽ tự đặt ra câu hỏi rằng tại sao lại gọi Quang Dũng là người nghệ sĩ đa tài? Bởi bên cạnh việc viết thơ thì tác giả này còn biết vẽ tranh, soạn nhạc, viết văn, vân vân. Và thứ gì thì người nghệ sĩ này cũng làm giỏi cả. Nhưng Quang Dũng vẫn được bạn đọc biết tới với tư cách trước tiên của một nhà thơ. Ông thuộc thế hệ các nhà thơ miền Bắc trưởng thành và nổi danh sau cách mạng tháng 8. Quang Dũng tên thật là Bùi Đình Diệp, sinh năm 1921 tại làng Phượng Trì, huyện Đan Phượng, nay thuộc Hà Nội. Trước cách mạng tháng 8, ông học ban trung học trường Thăng Long và sau khi tốt nghiệp, ông đi dạy học tư ở Sơn Tây. Ông đã gia nhập quân đội nhân dân Việt Nam sau ngày cách mạng tháng 8 thành công và trở thành phóng viên tiền phương của báo Chiến Đấu. Đến năm 1947, ông được điều đi học ở trường bổ túc trung cấp quân sự Sơn Tây và sau khóa học thì ông đã làm đại đội trưởng ở tiểu đoàn 212, trung đoàn 52 Tây Tiến. Ông đã tham gia chiến dịch Tây Tiến đợt 2, mở đường qua đất Tây Bắc và thời gian này thì ông còn được cử làm phó đoàn tuyên truyền Lào Việt. Cuối năm 1948, sau chiến dịch Tây Tiến, ông làm trưởng tiểu ban tuyên huấn của trung đoàn 52 Tây Tiến, rồi làm trưởng đoàn văn nghệ Liên Khu 3. Đến tháng 8 năm 1951 thì ông xuất ngũ. Và sau năm 1954, ông làm biên tập viên tại báo văn nghệ, rồi chuyển về làm việc tại nhà xuất bản văn học. Có thể thấy rằng, nói về sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Quang Dũng, chúng ta sẽ thấy đề tài mà người nghệ sĩ này thường chú ý trong thi phẩm của mình, đó là đề tài viết về người lính và viết về quê hương xứ đoài mây trắng. Có lẽ các bạn sẽ không thể nào quên đi được những vần thơ trong một bài thơ vô cùng nổi tiếng của nhà thơ Quang Dũng, Đôi Mắt Người Sơn Tây. Em ở thành Sơn chạy giặc về, tôi từ chinh chiến cũng ra đi, cách biệt bao lần quê bất bạt, chiều xanh không thấy bóng ba vì. Vầng trán em vương trời quê hương, mắt em dìu dịu buồn Tây phương, tôi thấy xứ đoài mây trắng lắm, em có bao giờ em nhớ thương. Để rồi, bao giờ tôi gặp em lần nữa, chắc đã thanh bình rộn tiếng ca, đã hết sắc mùa chinh chiến cũ, còn có bao giờ em nhớ ta. Và bên cạnh mảng thơ viết về quê hương xứ đoài mây trắng thì chị cũng vừa đề cập với các bạn, Quang Dũng cũng dành rất nhiều sự chú ý để viết về hình ảnh người lính. Và một trong số những thi phẩm vô cùng tiêu biểu của ông viết về đề tài người lính mà các bạn được học trong chương trình ngữ văn lớp 12, đó chính là bài thơ Tây Tiến.
Các bạn vẫn còn nhớ tiếng thơ quen thuộc này đúng không ạ? Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi, sải khao sương lấp đoàn quân mỏi, mường lát hoa về trong đêm hơi. Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thầm, heo hút cồn mây súng ngửi trời, ngàn thước lên cao ngàn thước xuống, nhà ai pha luông mưa xa khơi. Anh bạn dãi sầu không bước nữa, gục lên súng mũ bỏ quên đời. Chiều chiều oai linh thác gầm thét, đêm đêm mường hịch cọp treo người. Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Có thể thấy, nói về giọng thơ của nhà thơ này, chúng ta sẽ nhận ra một tiếng thơ vô cùng đặc biệt của Quang Dũng. Và đúng như một người nghệ sĩ nào đó đã từng nói, điều còn lại đối với mỗi nhà văn, nhà thơ chính là giọng nói của riêng mình. Và Quang Dũng cũng đã hình thành được cho bản thân mình một giọng nói riêng biệt như vậy. Đó là tiếng thơ mang trong mình sự hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa, rất phù hợp với phong cách của chàng trai Hà Nội. Và các bạn ơi, cũng có một trong số những nhà thơ vô cùng nổi tiếng, đó chính là nhà thơ Vũ Quần Phương, đã từng nhận xét về Quang Dũng và bài thơ Tây Tiến như thế này. Quang Dũng đứng riêng một ốc đảo, đặc biệt với bài thơ Tây Tiến. Ông không có điểm gì chung với những nhà thơ khác. Ông đứng biệt lập như một hòn đảo giữa các nhà thơ kháng chiến. Và đó là một trong số những thông tin mà chị muốn cung cấp cho các bạn. Chị hy vọng rằng là với những phần thông tin vừa rồi, khi các em nhận được từ phần audio này, thì các bạn cũng sẽ hiểu hơn về nhà thơ Quang Dũng. Các em cũng sẽ hiểu hơn về một trong số những người nghệ sĩ trưởng thành từ kháng chiến chống Pháp và đã để lại rất nhiều những thi phẩm hay cho nền văn học Việt Nam hiện đại. Hay nói cách khác, ông ấy, Quang Dũng, nhà thơ này là một ngọn bút đầy tài hoa, vừa khắc họa được cái dữ dội hào hùng, vừa diễn tả được cái tươi mát sâu lắng, đau thương mà không hề bi lụy. Hy vọng rằng là các bạn đã có thể hiểu hơn về Quang Dũng. Và nếu như các bạn cần chị chia sẻ thêm thông tin về người nghệ sĩ nào thì có thể để lại comment ở dưới phần audio này nhé. Chúng mình sẽ cùng với nhau tiếp tục khám phá hành trình để tìm kiếm vẻ đẹp của văn chương. Còn bây giờ thì cho chị Hiên được gửi lời chào và tạm biệt tới tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có một ngày vui vẻ và đừng quên thói quen là lắng nghe audio của chị Hiên vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại! Các bạn đã biết thông tin gì chưa? Đăng ký ngay khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên để được tổng ôn về tất cả kiến thức văn trước khi bắt đầu kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đây chắc chắn sẽ là bước chạy nước rút cuối cùng để giúp cho các bạn đạt được điểm 8 cộng môn văn đấy. Nhắn tin cho các anh chị admin fanpage học văn chị Hiên ngay nhé!